Nếu bạn đã dậy rất sớm, ăn nhanh gói xôi đến cắn cả vào lưỡi, nhưng vẫn đến check-in muộn giờ làm và khiến cái biên bản phạt dày lên đến cả một chồng, hẳn bạn sẽ nghĩ sao mình lại đen đủi đến vậy. Nhưng nếu biết được những gì đã xảy ra với Sebastian Haller, bản hợp đồng đắt giá vừa cập bến Dortmund và chưa kịp đá trận nào, bạn sẽ thấy nỗi đau của mình chưa là gì. Rạng sáng nay, thế giới bóng đá cảm thấy lạnh sống lưng khi truyền thông Đức đưa tin tiền đạo người bờ biển Nga đã bị ung thư tinh hoàn. Toàn cảnh vụ việc này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Trước khi mua được Haller, Dortmund đã chi rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng và họ đã có tới 7 tân binh. Thế nhưng Haller là mục tiêu mà ban lãnh đạo đội bóng vàng đen xác định phải mua bằng được, bởi lẽ họ đã nói lời chia tay Erling Haaland trong mùa hè này. Thay thế chân sút ghi tới 78 bàn sau 80 trận là điều không hề đơn giản, nếu không muốn nói là cực khó. Cầu thủ mà Dortmund nhắm đến thì lại phải vừa rẻ vừa hiệu quả, mà trên thị trường có lẽ không ai đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này bằng Haller. Trung phong đã nổ súng tới 34 bàn và có 9 kiến tạo trong 42 trận mùa giải trước ở Ajax Amsterdam. Nhưng chân sút sinh năm 1994 không chỉ giỏi chăn gà ở Hà Lan. Điều khiến người ta đánh giá anh là một trong những tiền đạo phong độ cao nhất ở châu Âu mùa trước nằm ở những màn trình diễn tại Champions League. 8 trận mà ghi được 11 bàn là thành tích mà không phải ai cũng có thể làm được. Thế cho nên sau khi nhận 75 triệu euro từ Man City, Dortmund rất quyết đoán lấy phân nửa số tiền ấy để tái đầu tư vào Haller và họ đã thành công. Các sếp lớn tại Dortmund tin rằng đội bóng này sẽ tiếp tục đi đúng với con đường chia tay các ngôi sao và lại tạo ra những ngôi sao mới. Chỉ có điều kế hoạch của họ đã xuất hiện một biến số cực lớn. Sau rất nhiều cuộc kiểm tra kỹ càng, rạng sáng nay, trên website chính thức, Dortmund thông báo về việc tân binh đắt giá bị phát hiện có khối u trong tinh hoàn. Anh đã được cho rời đại bản doanh Dortmund đang tập huấn ở Thụy Sĩ để trở lại Đức làm thêm các xét nghiệm kỹ lưỡng về sức khỏe. Giám đốc thể thao Sebastian Kehl của Dortmund tỏ ra bàng hoàng khi chia sẻ thông tin về báo giới. Tin tức này đến như một cú sốc với Sebastian Haller và tất cả chúng tôi. Toàn thể gia đình Dortmund chúc Sebastian bình phục hoàn toàn sớm nhất có thể và chúng tôi có thể sớm ôm cậu ấy trở lại. Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để đảm bảo cậu ấy được điều trị tốt nhất có thể. Trước đó Haller cảm thấy khó chịu ở hai viên bi sau buổi tập vào ngày hôm qua khi đội nhà đang rèn quân ở Thụy Sĩ. Điều này cũng khiến anh vắng mặt khi câu lạc bộ hành quân đến Antech để đá giao hữu với Valencia. Thiếu vắng Haller, Dortmund đã thua 1-3 trước Valencia. Đây quả là một cơn ác mộng với cá nhân Haller và Dortmund. Tiền đạo sinh năm 1994, những tưởng mình đã bỏ lại cơn ác mộng mang tên West Ham sau lưng và tiến đến chương huy hoàng trong sự nghiệp. Thế nhưng tin tức này chẳng khác nào một cú sốc. Cứ cho là Haller điều trị thành công, anh cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian trong khi năm nay đã 28 tuổi. Dortmund thì còn khổ hơn nhiều, họ không phải là câu lạc bộ nghèo nhưng cũng chưa bao giờ được xem là giàu có. Mất Haller bây giờ, Dortmund lại phải chiêu mộ một tiền đạo khác đủ tầm thay thế. Đây là một thiệt hại lớn về mặt tài chính. Chưa hết, đội chủ sân Westfalen sẽ vẫn phải trang trải tiền viện phí chữa trị căn bệnh nan y này cho cầu thủ mà thậm chí chưa đá một phút chính thức nào. Nhiều người đặt ra thắc mắc tại sao trong quá trình kiểm tra y tế, bộ phận đảm nhiệm công việc này tại Dortmund không tìm ra dấu hiệu. Song cũng phải thông cảm rằng ung thư là căn bệnh không dễ tìm ra. Hơn nữa, có thể ngay trong khoảng thời gian ấy, căn bệnh chưa phát triển. Chỉ trong 1-2 tháng qua, nó mới bùng lên mạnh mẽ và khiến Haller chú ý đến dấu hiệu. Thực tế trong quá khứ không ít cầu thủ từng đối chọi với căn bệnh này và đã chiến thắng. Nổi tiếng nhất có lẽ là Arjen Robben. Ít ai biết gã hói thích rẽ trái này từng bị ung thư tinh hoàn khi mới bước sang tuổi 20, thời điểm sự nghiệp vàng son mới chỉ mới mở ra trước mắt. Tất nhiên, Robben đã vượt qua được cơn bạo bệnh để trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới suốt nhiều năm qua. Trường hợp nổi tiếng khác là Jonas Gutierrez, cựu cầu thủ Newcastle, anh thậm chí còn phải cắt một viên bi để đảm bảo tính mạng. Tôi va chạm rất mạnh với Sagna và bị đau ở vùng kín. Tôi đã nói với bác sĩ về vấn đề này ngay sau trận đấu và ông ấy trả lời rằng nếu không quá đau thì không cần quá lo lắng. Sau khi mùa giải kết thúc, tôi cảm thấy đau nhiều hơn ở tinh hoàn. Tôi sau đó bắt đầu kỳ tập huấn mùa hè và bắt đầu mùa giải vào tháng 9. Đến tháng 10 tôi phát hiện ra tinh hoàn của mình có dấu hiệu bị viêm. Tôi luôn cảm thấy đau và khó chịu mỗi khi mặc quần lót. Tôi đến hỏi bác sĩ và họ cho tôi làm một cuộc xét nghiệm. Họ phát hiện có một khối u và nói với tôi rằng tôi phải phẫu thuật. Tôi không hiểu tại sao họ lại dùng từ khối u nên hỏi lại, có phải tôi bị ung thư không? Và câu trả lời là đúng vậy. Tôi đã khóc rất nhiều khi rời bệnh viện. Gutierrez thông báo tình trạng sức khỏe của anh trong nội bộ Newcastle và quyết định bay về quê nhà Argentina để điều trị. Tháng 10 năm 2013, anh được các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn bên trái. Hiện giờ anh vẫn sống khỏe mạnh, còn chữa sân nhỏ cỏ đen thì cũng không rõ là có hạnh phúc hay không. Cựu thủ môn nổi tiếng Carlos Roa cũng đã phải đối chọi và chiến thắng căn bệnh ung thư tinh hoàn vào thời điểm chơi bóng tại La Liga. Lúc ấy thủ thành người Argentina này chấn giữ khung thành cho Albacete. Carlos Roa cũng mất 1 năm để điều trị và sau đó trở về Argentina chơi bóng
cho đến khi giải nghệ vào năm 2007. Theo các nhà khoa học, có rất nhiều yếu tố gây nên căn bệnh ung thư tinh hoàn. Các dấu hiệu thường gặp bao gồm tinh hoàn ẩn, tiểu sử gia đình bị ung thư tinh hoàn, nhiễm HIV, đã từng bị ung thư tinh hoàn trước đây và do yếu tố chủng tộc. Một trong những yếu tố chính dẫn đến ung thư tinh hoàn là tinh hoàn ẩn. Điều này có nghĩa là một hoặc cả hai tinh hoàn không thể di chuyển từ ổ bụng vào bìu trước khi sinh. Những người mắc chứng tiểu đường có nguy cơ bị ung thư tinh hoàn cao hơn nhiều lần so với những người khác. Bình thường tinh hoàn phát triển bên trong bụng của thai nhi và đi xuống bìu trước khi sinh. Nhưng ở khoảng 3% bé trai, tinh hoàn không di chuyển xuống trước khi được sinh ra. Một số trường hợp tinh hoàn có xa xuống nhưng vẫn nằm ở vùng bẹn mà không thể xuống bìu. Nguy cơ ung thư tinh hoàn có thể cao hơn một chút đối với những người đàn ông có tinh hoàn nằm trong ổ bụng, thay vì tinh hoàn đã đi xuống ít nhất một phần. Nếu có cha hoặc anh trai bị ung thư tinh hoàn thì rất có thể thế hệ sau cũng sẽ mắc phải chứng bệnh này. Tuy nhiên không phải đại đa số đều như vậy. Chỉ một phần rất ít nam giới mắc ung thư tinh hoàn có tiền sử gia đình mắc bệnh. Hội chứng Klinefelter là một bệnh di truyền cũng có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn. Một số bằng chứng đã chỉ ra rằng những người đàn ông bị nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người, đặc biệt là những người bị AIDS có nguy cơ mắc ung thư tinh hoàn cao. Ngoài HIV thì không có bệnh nào khác được chứng minh là làm tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn. Nếu ai đã từng mắc ung thư tinh hoàn thì bạn hoàn toàn có thể bị lại. Khoảng 3 hoặc 4% nam giới đã chữa khỏi ung thư ở một bên tinh hoàn. Đến một lúc nào đó, ung thư sẽ phát triển ở bên còn lại. Vì vậy, cần hết sức lưu ý duy trì thói quen sống lành mạnh, đảm bảo ung thư không thể tái phát. Ung thư tinh hoàn xuất hiện ở mọi độ tuổi, bao gồm cả trẻ sơ sinh và người lớn tuổi. Tuy nhiên, một nửa số ca ung thư thường xảy ra ở nam giới có độ tuổi từ 20 đến 34 tuổi.